Anh ơi. À, sao anh? Làm cho em một ly cà phê pha phin đi anh. À, anh à, tại quán em không có bán cà phê anh. Chứ bán cà phê gì? Pha máy thôi. Pha máy là sao? Dạ đây, mình pha bằng cái máy này anh. À, cái máy này á hả? Dạ. Cà phê pha máy như vậy có đảm bảo cho an toàn sức khỏe không? Dạ, đảm bảo chứ anh. Chung là cà phê pha máy thì mà bên em sẽ sử dụng hạt cà phê nguyên chất, không tẩm ướp. À, nó tốt cho sức khỏe của mình. À, vậy pha cho em, vậy pha cho em một ly đi. Dạ rồi, anh đợi em một xíu. Nhưng mà làm sao mà anh có thể biết được nguồn gốc của hạt cà phê nguyên chất này? À, nguồn gốc hả? Thì thường á là em sẽ kiểm tra trên bao bì á. Đây. Đó, em sẽ kiểm tra cái nguồn gốc ở trên bao bì nè. Có xuất xứ đàng hoàng, có ngày tháng luôn. Hạn sử dụng đàng hoàng luôn. Rồi, còn hoặc là mình có thể hỏi đến tận nơi cung cấp á để mình hỏi thêm một số thông tin về hạt nè, nguồn gốc và xuất xứ. Ờ, anh bán cà phê này lâu chưa? Đã, em bán cũng lâu rồi anh. Vậy anh biết là ở Việt Nam thì có... Cà phê ở Việt Nam có cái gì đặc biệt không anh? Thì cà phê ở Việt Nam mình đó thì chủ yếu là xài hạt Robusta thôi anh. Thì cái loại hạt đó nó sẽ cho mình một cái hương vị đậm đà nè. Vị nó hơi đắng nghe. Với lại trong cà phê sẽ chứa... Trong loại hạt đó nó sẽ chứa nhiều cà phê in. À, vậy là Việt Nam là thích uống Robusta nhiều hơn hả anh? Dạ, đúng rồi. Vậy trong ngày thì thường là uống khi nào là uống cà phê khi nào là tốt nhất anh? À, thường á mình sẽ uống vào buổi đầu giờ buổi sáng nào hoặc là đầu buổi chiều là tốt nhất. Nên mình sẽ tránh uống gần cái lúc mà mình chuẩn bị đi ngủ nha. Nó sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của mình đó. Chúng là tỉnh táo mình khó ngủ. Sao thì anh đổ cà phê mua cái đó vậy anh? À, cái này thì em làm thao tác là nguội cà phê. Làm nguội cà phê để tránh cho khi cà phê mình chiết xuất ra nó đang còn độ nóng á, mà mình bỏ đá vô liền uống nó không có giữ được cái hương vị thơm của cà phê. Ờ, em để ý thấy quán của anh cũng đông khách á. Vậy làm sao anh làm sao mà để tối ưu hóa cái hoạt động kinh doanh của quán cà phê của anh vậy? À, để tối ưu hóa các hoạt động kinh doanh á thì thường á mình sẽ làm một số cái quy trình như là đào tạo nhân viên nè, đó, quản lý tồn kho hiệu quả, cũng là cải thiện cái quy trình việc làm nữa. Hàm anh. À, sao anh? Cho em hỏi nhỏ cái. À, em cũng muốn mở một cái quán nhanh thì cái chi phí à, cái lợi nhuận thì mình phải phân tích làm sao anh? À, để phân tích cái chi phí với lợi nhuận đúng không anh? À, dạ. Thì đây mình sẽ sử dụng bảng cân đối của kế toán với báo cáo thu nhập để mình theo dõi được cái chi phí và lợi nhuận của hàng tháng anh. Dạ rồi, cho em gửi mình ly cà phê. Của mình hết 13.000 ạ. Dạ rồi, em cảm ơn. Giờ em gửi tiền thối. Dạ, cho em gửi tiền thối. Rồi, cảm ơn nhé. Dạ. Rất là hữu ích đúng không nào? Hãy để lại ý kiến cho mình biết thêm nhé.